Chạp là tháng mà theo quan niệm dễ gặp xui xẻo, mất mát tiền của hay là bị tai bay vạ gió. Cũng chính vì những lý do đó, các cụ xưa thường gọi tháng Chạp là tháng củ mật, kẻ xấu lợi dụng sự sơ hở của mọi người để trộm cướp. Hệ thống camera hay là thiết bị cảnh báo hiện đại để phòng ngừa thường được nhiều gia đình có điều kiện trang bị phòng ngừa. Còn với những người thu nhập thấp hoặc là thuê trọ cũng hoàn toàn có sự lựa chọn của mình khi mà mới đây một nhóm sinh viên đã thiết kế một thiết bị chống trộm giá rẻ, tiện ích và dễ sử dụng. Khóa trên, khóa dưới chưa đủ, những vận dụng có tác dụng phát ra tiếng động cũng được huy động sử dụng là cách mà nhiều người thuê trọ đang làm để chống trộm dịp cuối năm. Bình thường thì mình đi ngủ thì thường mình khóa cửa, có hai khóa chắc chắn. Mình có cậy chống, nếu mà ví dụ có ai động cửa thì gậy sẽ rơi xuống, mình sẽ biết mình tỉnh dậy. Còn mình khóa cửa sổ và khóa xe càng khóa cổ trước khi đi ngủ, kiểm tra mọi cửa xem có hở gì không. Nhưng có cách sẽ đơn giản và hiệu quả hơn. Chỉ cần một tác động nhỏ khu vực cửa, lập tức sẽ có chuông báo động phát ra. Và tin nhắn cảnh báo lập tức sẽ được gửi đến chủ nhà. Đây là thiết bị chống trộm cho phòng trọ bình dân mà các sinh viên của Học viện Mạng và Phần cứng FPT Zking vừa chế tạo. Tôi thấy một số sản phẩm đấy nhỏ, dễ lắp đặt nhưng mà về vấn đề báo động và bật tắt thì nó khá là bất tiện. Thì về sản phẩm mới này của bọn em thì bọn em đã phát triển nó lên rất nhiều, ví dụ như còi rất là to, ví dụ cả khu đấy, khu xóm trọ đấy và nhà hàng xóm cũng có thể nghe thấy. Thiết bị được thiết kế khá đơn giản, dễ sử dụng, có thể điều khiển bật tắt bằng điện thoại thông qua kết nối Bluetooth. Nếu chỉ gồm một vài con LED để báo hiệu sáng, một cái loa và một chip trung tâm xử lý. Thì như bọn em đang làm sản phẩm này là Bluetooth thì khoảng cách là vấn đề hạn chế. Chủ nhà không thể đứng quá xa và tắt báo động được thì bọn em đã hướng tới việc gọi điện thoại. Thì như vậy chủ nhà có thể tắt báo động ở bất cứ chỗ nào. Nhóm hoàn thành được sản phẩm còn nhờ vào sự hướng dẫn, hỗ trợ từ các giảng viên của trường. Có một số điểm mình đánh giá là các bạn ấy rất là sáng tạo. Đấy, ví dụ như cái tính năng này, rồi thì đóng vỏ, đóng hộp, rồi thì cái hướng dẫn sử dụng người dùng. Đấy, nó đơn giản hóa và nó làm cho cái lớp mà ví dụ như ví dụ sinh viên này hoặc là những người thu nhập thấp là có thể dùng được rất là dễ dàng. Nhóm cho biết sẽ còn cải tiến nhiều tính năng của thiết bị hơn nữa để có thể đưa ra ngoài thị trường với tiêu chí giá rẻ, nhiều tính năng và dễ sử dụng.